Chào mừng tất cả các con đã trở lại với khóa học trực tuyến Ngữ văn lớp 6 bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu văn bản Gấu con chân vòng kiềng của tác giả U Sa Chóp. Các con thân mến, ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu thái độ ứng xử của các loài vật với gấu con chân vòng kiềng, bước sang tiết học này, chúng mình sẽ đến với diễn biến tâm trạng của gấu con chân vòng kiềng. Không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, ta sẽ cùng nhau bắt đầu với phần hai nhỏ. Đầu tiên, ta tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của gấu con chân vòng kiềng khi đi dạo trong rừng. Khi đi dạo trong rừng, Gấu con đã có tâm trạng như thế nào? Rất chính xác, khi đi dạo trong rừng, gấu đã nhặt những quả thông già, hát líu lo líu lo. Con khi bị ngã thì sao? Khi bị ngã, gấu luống cuống vướng chân và ngã nghe cái bộp. Trong hai khổ thơ đầu, ta thấy rằng đã xuất hiện từ lấy và điệp từ thể hiện sự hồn nhiên, yêu đời của gấu con. Gấu con không làm điều gì sai, cũng không gây tổn hại đến ai. Thế nhưng, gấu lại bị các loài vật trong khu rừng trêu chọc và kỳ thị đôi chân vòng kiềng của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu khi bị trêu chọc về ngoại hình, gấu con có tâm trạng như thế nào nhé? Có thể thấy rằng khi bị trêu chọc về ngoại hình thì gấu đã chạy về mách mẹ, vòng kiềng thật xấu hổ, còn thà chết còn hơn. Gấu nấp sau cánh tủ, tủi thần khóc to, cả khu rừng này chê, chân vòng kiềng xấu xấu. Qua những hành động và thái độ trên, các con hãy cho cô biết gấu đã cảm thấy như thế nào khi bị trêu chọc về ngoại hình. Gấu con cảm thấy rất xấu hổ về ngoại hình của mình. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu diễn biến tâm trạng của gấu con khi được mẹ giải thích và động viên. Mẹ gấu đã không hề chê bai ngoại hình của gấu con mà còn dịu dàng giải thích và động viên cho con hiểu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem gấu mẹ đã giải thích và động viên ra sao. Gấu mẹ đã giải thích và động viên con như sau. Đầu tiên, gấu mẹ đã khen chân đẹp. Chân của con rất đẹp, mẹ luôn thấy tự hào. Không chỉ có mình con chân vòng kiềng, đây là nét di truyền bởi vì chân mẹ vòng kiềng nhé cả chân bố cũng cong và cả chân ông nội cũng là đôi chân vòng kiềng. Gấu mẹ còn nhấn mạnh việc chân vòng kiềng không gây ảnh hưởng đến tài năng vì vòng kiềng giỏi nhất vùng chính là ông nội đấy. Ở đây ta quan sát, tác giả đã sử dụng rất thành công biện pháp tu từ hoán dụ, vòng kiềng giỏi nhất vùng chính là ông nội đấy. Qua những lời giải thích và động viên vừa rồi, các con có nhận xét gì về gấu mẹ? Qua những lời giải thích và động viên con đầy chiều mến của gấu mẹ, có thể thấy rằng gấu mẹ rất thương con và có cách giáo dục con vô cùng tinh tế. Khi đã được mẹ giải thích và động viên, gấu con đã thay đổi thái độ thái độ đó đã thay đổi ra sao lúc này gấu con đã bình tâm trở lại ngay rửa sạch chân tay ngồi ăn bánh mật và sau đó đã kiêu hãnh bước ra hét to chân vòng kiềng là ta ta vào rừng đi dạo gấu con đã hoàn toàn thay đổi thái độ gấu không còn cảm thấy tự ti tuổi thân nữa mà thay vào đó gấu con trên vòng kiềng cảm thấy tự hào không còn quan tâm tới lời người khác phê bình mình về ngoại hình nữa gấu nhận thấy rằng vòng kiềng không có gì là xấu các con thân mến như vậy ta đã tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của gấu con trên vòng kiềng từ lúc đi dạo trong khu rừng cho đến lúc được mẹ giải thích và động viên cho mình hiểu. Chúng ta sẽ tổng kết bài học ngày hôm nay với phần cuối cùng là phần 3 lớn tổng kết. Các con sẽ cùng cô tổng kết trên hai phương diện. Đầu tiên là nội dung tư tưởng và thứ hai là hình thức nghệ thuật. Ở nội dung tư tưởng, các con cần ghi nhớ những điều sau đây. Bài thơ nêu lên vấn đề ngoại hình và cách ứng xử với sự khác biệt về ngoại hình của người khác. Bài thơ giáo dục con người không nên kỳ thị, chê bai hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Các con ạ, à, vẻ bề ngoài cũng là một trong những yếu tố để chúng ta có thể phần nào nhận xét về một ai đó, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất hay là yếu tố duy nhất. Vẻ bề ngoài của chúng ta chỉ cần là một người gọn gàng sạch sẽ điều quan trọng là tâm hồn tính cách và đạo đức của chúng ta chính tâm hồn tính cách và đạo đức sẽ làm nên con người của các con đấy các con ạ à. và tiếp theo những lời động viên cổ vũ là liều thuốc hữu hiệu đối với con người giống như gấu mẹ đã động viên và cổ vũ gấu con vậy chính bởi vậy chúng ta hãy tích cực động viên và cổ vũ cho chính mình, đồng thời hãy khéo léo để động viên và cổ vũ những người ở xung quanh ta. Cuối cùng ta sẽ tổng kết những ý chính về hình thức nghệ thuật của bài thơ này. Bài thơ đã sử dụng thể thơ năm chữ ngắn gọn, giàu nhịp điệu, vận dụng khéo léo yếu tố tự sự, miêu tả vào trong bài thơ. Đồng thời còn vận dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như điệp ngữ, hoán dụ, đạo hiệu quả, diễn đạt cao. Các con thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Văn bản Gấu con chân vòng kiềng là một bài thơ vô cùng thú vị và gửi đến các con những bài học vô cùng bổ ích. Cô hy vọng qua bài học này, các con sẽ có cách đối nhân xử thế sao cho thật văn minh và nhân ái. Hãy luôn mở rộng lòng mình để đón nhận sự khác biệt về ngoại hình của người khác có như vậy chúng mình mới có thể xây dựng được một xã hội ngày càng văn minh và tốt đẹp đấy các con ạ à. cô cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo cùng trang web olm vn